Xin chào các bác. Quay lại chủ đề tiếp theo nhá. Thì một số anh em có hỏi nhá. Ví dụ như là con chim nó thường hay bị phân nát thì có cách chữa như thế nào? Thì các bác nhận định nhá, một cái phân nát khác với con chim nó bị đau bụng nhá. Em miêu tả cái ví dụ con chim nó bị đau bụng là như thế nào. Con chim nó bị đau bụng thì là cái phân nó ướt nhẹp hết ra ấy, đồng nghĩa với cái việc là nó uống rất là nhiều nước. Thì cái trường hợp đấy các bác mới cần phải lo lắng nhá. Còn đối với những cái trường hợp mà con chim ấy mà nó đi phân nát, nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thì em xin trình bày một số nguyên nhân như sau. Thì thường ấy, con chim nó chưa có lửa này, hoặc là đối với con chim chưa có lửa thì nó đi phân nát, phân không khuân là điều bình thường. Là điều bình thường. Cái điều thứ hai ấy, thì đối với những cái con chim mà vừa mới đổi cám này, thì nó còn làm quen với cám này, thì nó cũng đi phân nát. Còn một cái điều nữa thì cái thời tiết môi trường ẩm ấy thì dẫn đến cái việc là con chim cũng đi phân nát nhé các bác nhé. Những ngày trời nồm ẩm ấy, các bác nhìn cái phân dưới sàn của con chim nhìn một phát là biết nó hơi bị nát nát một chút. Thì cái đấy điều đấy không ảnh hưởng. Hoặc là một điều nữa các bác này, các bác bỏ qua cái điều là cám của các bác đang sử dụng ấy. Ví dụ các bác đổ cám đúng không? 1-2 ngày là các bác phải thay rồi đúng không? Đến ngày thứ 3 ấy, bình thường những cái trời ngày trời nắng thì không sao, đúng không? Các bác để ý này, nuôi chim nó phải khỏe mạnh thì các bác phải để ý. Đối với những ngày thứ 3 ấy, các bác xem những cái hạt cám đấy có bị mốc không. Mốc nhá, con chim ăn vào nó cũng bị đau bụng. Đấy, cái điều muốn nói với các bác. Còn cách khắc phục như thế nào thì em xin chia sẻ. Thì đây, khoai lang các bác ạ. Thì đối với củ khoai lang này thì các bác cứ luộc lên. Luộc bao giờ nó chín dừ đi là được. Luộc hay hấp tùy. Các bác có thể cho vào nồi cơm này, nếu mà cắt lát ra cho vào nồi cơm đi, hấp cho nó nhanh. Còn đây như em luộc thì cả nhà em luộc mấy củ rồi, thì để tí nữa ăn luôn đi. Thì ví dụ như là bình thường đối với những con chim nào nó phân nát ấy, thì cái này thứ nhất là nó cũng hỗ trợ một phần là đường ruột cho con chim nhé. Thì cách sử dụng như thế nào? Các bác cắt lát ra cho con chim ăn trong ngày. Thì bình thường nhé, các bác hỏi ví dụ như là tầm con chim sử dụng trong bao nhiêu lâu thì ok. Thì các bác cứ áp dụng trong vòng khoảng độ 1 tuần thôi là sẽ thấy hoàn toàn nó khác biệt, hoàn toàn luôn các bác ạ. Như một con chim khỏe mạnh này các bác này, nhìn này. Đó. Nhìn phân thiết của nó này. Đó. Các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Kể cả phân các bác lưu ý này, đối với những cái phân đen đen như này nhá. Đây này, đen đen như này này. Đó. Là cái phân con chim nó ăn chuối ấy. Thì nó sẽ ra cái màu đen đấy. Còn một cách nữa thì đối với những cách kia, cách này mà không sử dụng được ấy, nhưng mà thực ra thì cách này hoàn toàn sử dụng tốt 100% luôn các bạn. Nó ổn định về đường ruột với đường tiêu hóa. Bởi vì sao? Những con chim mà đi phân nát thì nó kiểu như là gần như là bị rối loạn tiêu hóa rồi các bạn. Thì rối loạn tiêu hóa thì như người mình chữa đơn giản thôi. Thì chỉ cần đối với người thì dùng thuốc này, thì như các bác lười dùng thuốc hay là như thế nào ấy, thì đợt trước em có chia sẻ một bài là dùng thuốc rồi nhá các bác nhá. Còn như đây em chia sẻ một bài là dùng khoai lang luộc, nó hỗ trợ rất là nhiều luôn. Cắt ra bảo đảm con chim sử dụng rất là ok. Các bác vẫn để cám này, để nước bình thường này, bỏ theo ngày. Ví dụ các bác bỏ từ buổi sáng cho đến buổi chiều mà con chim ăn hết thì các bác bỏ những cái mảnh cũ đi, thay giấy lót lồng sạch sẽ cho con chim nhá. Thì cái nguồn nước các thứ nó phải sạch nhá. Đối với cái cám ấy, cám thì các bác này chú ý thay cám mới. Ví dụ đổ con chim nó ăn kết hợp với khoai lang này rồi thì các bác đổ vừa cái cám thôi. Ví dụ cho nó ăn hết khoảng trong 1 ngày, 1 ngày rưỡi thôi. Ví dụ từ sáng hôm nay đổ luôn, đến sáng hôm sau các bác lại đổ tiếp, hoặc là đến chiều hôm sau các bác đổ tiếp thì ok. Đấy, chia sẻ với các bác. Thì trên đây là cái cách của em để em sử dụng. Nói chung là cái video này là một cái video ngắn thôi, để hướng dẫn anh em làm thế nào để trị được dứt điểm cái gọi là phân không đẹp đối với con chim. Thì để các bác xem. Đó. Con chim nó có lửa này, nhìn này, lông lá nó bó, nó khỏe. Các bác cố gắng chăm nhé. Đấy, rất là ok luôn. Còn con chim nhà thì nó ít khi nó đấu với nhau lắm các bác. Rồi, trên đây là những cái chia sẻ của em. Thì ví dụ như các bác nào mà áp dụng cách này là thấy hay và ok thì cho em xin một bình luận này, một like này, một đăng ký kênh. Nhớ chia sẻ cái video này, nếu mà thấy tốt ý, thì chia sẻ cho anh em khác, để anh em khác cùng biết và có hướng điều trị. Ok nhé các bác nhé. Thôi chào các bác. Bye bye.